Vụng trộm không thể giấu tung poster nhân vật, Triệu Lộ Tư bị khán giả chê vì già hơn Trần Chiết Viễn. Bộ phim Vụng trộm không thể giấu bất ngờ tung poster nhân vật, Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn tiếp tục bị chê vì khác xa nguyên tắc. Mặc dù chỉ mới bước vào giai đoạn ghi hình cách đây không lâu, nhưng Vụng trộm không thể giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn đóng chính đã thành công thu hút sự chú ý của công chúng. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, dự án nhanh chóng gây được tiếng vang ngay sau khi có những thông tin đầu tiên. Và không để khán giả phải đợi lâu, vào ngày 21 tháng 9, đoàn phim Vụng trộm không thể giấu, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình siêu hot của tác giả Trúc Dĩ, đã chính thức công bố dự án, công khai đội hình diễn viên chính. Đoàn làm phim cũng đồng thời tung loạt poster lúc trưởng thành lẫn thời niên thiếu của cặp đôi Tăng Trí, Triệu Lộ Tư và Đoàn Gia Hứa, Trần Chiết Viễn. Cả hai được nhận xét là trông đẹp đôi và có cover cảm hơn thời điểm những hình ảnh ban đầu leak ra rất nhiều. Bên cạnh những lời khen ngợi thì loạt poster này cũng thu về nhiều ý kiến chê bai của khán giả. Cụ thể, một bộ phận khán giả cho rằng cặp đôi Tăng Trí, Đoàn Gia Hứa mà Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn đảm nhận hoàn toàn không giống như trong nguyên tác. Khi sánh đôi cùng nhau, cả hai, mặc dù vẫn đem lại cảm giác hòa hợp, tuy nhiên lại không toát lên sự chênh lệch tuổi tác như cặp đôi Tăng Trí và Đoàn Gia Hứa. Điều này đã thực sự khiến khán giả, đặc biệt là fan nguyên tác, phải thất vọng. Một số bình luận của khán giả, poster thì đẹp thật. Kiểu nhìn poster với visual diễn viên rất là đẹp đôi luôn, nhìn dung dinh thật sự. Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu như không phải vào cốt truyện Vụng trộm không thể giấu. Nhìn Trần Chiết Viễn hơi non, cảm giác đứng cùng Triệu Lộ Tư thì giống ngang ngang tuổi hơn là trâu già gặm cỏ non. Nếu đây mà là một bộ thanh xuân vườn trường, nam nữ chính bằng tuổi nhau thì có thể sẽ khen, nhưng mà đứng trên góc độ nguyên tác thì thấy không ổn. Nguyên tác đẹp bao nhiêu thì trong phim nó khác bấy nhiêu luôn á. Tàng Trí và Đoàn Gia Hứa là trâu già gặm cỏ non nhưng phim lại như chị em. Vụng trộm không thể giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tăng Trí với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi hồ ly Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu, nên Tăng Trí đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp. Bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu.